May qua may câu cá đi, nhanh lên. Ồ, chưa được rồi. Đây này, câu cá này, đây này. Ồ, ba câu được một con rồi, thấy chưa? Thấy không? Nhiều cá luôn. Đấy. À, đem bỏ đẩy cá lại cho mày nghe. Đó, nhiều cá luôn. Ồ, cao nhiều cá luôn. Mày ơi, mày ơi, mày câu cá đi. Đây này, nó chạy ngay. Được chưa? Thôi là dòng dòng ra nó bây giờ là chăm nhau. Gì? Nhiều cá luôn. Mày câu cá đi, câu chưa được con nào hết kìa. Mày ơi. Dạ dạ. Ừ. Ừ. Chú thỏ con ơi, chú thỏ con, có bùa lông lông trắng như xinh, trông thật đẹp, trông thật xinh, còn cái đuôi đó kêu ngoài ngoài, thôi dễ thương như chú thỏ con. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng như mây, cháu yêu bà, cháu biết bà vui, cháu vẫn người thân vui vui vui. Dạ gì? Gì? Mày ơi. Ồ, có một con cá rồi kìa. Đúng rồi, bỏ vào. Ồ, một sọt cá luôn. À, đưa ba bát cá ra cho. Đưa đây ba. Rồi, con câu tiếp đi. Một giỏ cá luôn của mày đây. À, mày cầm ngược rồi, cầm quay đầu lại đây nè. Mày ơi. Đây nè, cầm như ba nè, đây nè. Cầm thế này nè, đó, quay đầu lại. Đúng rồi, cho qua cây đó đi. Cho qua cây này nè. Đúng rồi. Này cũng cầm thế này nè. Thấy không? Rồi, đấu cây lại. Rồi, cho qua cây này. Đúng rồi. Đây, đó, đây nè. Ba câu cá. Ú chú cha một con.
Ý, đây một con cá nữa rồi. Hai con. Mấy ơi. Ba con. Rồi mình đổ vỏ cá vô lại nào. Đổ vào. Rồi tiếp tục câu cá nào. Gì đó. Bỏ vào. Một con cá màu xanh nè. Ồ, một con rùa luôn. Đó. À, bạn rùa ơi, bạn có thương mai không? Ôi chú chà. Bạn rùa ơi, bạn có thương mai không? Ừ. Mai ơi, bạn rùa có thương mai không? Thấy. Bạn rùa có thương mai không? Bạn rùa ơi, dạ gì? No. Dạ. Không được. Không được. Thôi một cây thôi. Gì, một cây.